Chào các bạn. Theo như thông tin mình nắm được thì hiện giờ trong cộng đồng người khiếm thị ở Việt Nam có vẻ như là mọi người sử dụng điện thoại của Vsmart cũng nhiều. Và gần đây thì bản thân mình có gặp phải hai cái lỗi mà theo mình là nó tương đối nghiêm trọng và mình cũng đã tìm được cách để mà khắc phục. Cho nên là mình quyết định làm video này để chia sẻ lại cho các bạn khiếm thị, với hy vọng là cách truyền đạt của mình sẽ giúp cho các bạn dễ làm theo hơn là những video của người sáng mắt. Bây giờ mình bắt đầu ha. Lỗi thứ nhất là lỗi kết nối wifi không ổn định. Cái này thì mình cũng có gặp, và theo như cách người ta chỉ thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ vào cài đặt. Rồi sau đó mình sẽ tìm đến mục hệ thống, bấm hai cái vào mục này ha. Sau đó tìm mục tùy chọn đặt lại. Cái này các bạn có thể vuốt từ trái qua phải để tìm, hoặc là mình định vị được cái mục đó ở đâu thì mình để ngón tay vào ha. Do đây là điện thoại của mình quen rồi cho nên là mình làm như vậy cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của các bạn. Sau đó mình sẽ tìm tới cái mục tiếp theo là đặt lại wifi di động và bluetooth. Mình cũng bấm hai cái vào mục này ha. Bây giờ mình sẽ xem thử coi trên màn hình sẽ xuất hiện cái gì đây. Cái này là cái cảnh báo cho mình thôi ha. Và ở phía dưới cuối màn hình nó sẽ có một cái nút gọi là nút đặt lại các tùy chọn cài đặt. Mình bấm vào nút này hai cái. Ở đây thì do là mình có cài mật khẩu để mở khóa thiết bị cho nên là máy yêu cầu mình nhập mật khẩu. Còn nếu như máy của các bạn thì có thể sẽ không có bước này, tùy. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu để xác nhận là mình sẽ đặt lại các cài đặt ở đây. Sau khi nhập xong thì mình bấm vào cái nút tiếp ở trên bàn phím. Rồi, sau khi mình bấm nút tiếp thì nó hiện ra một cái bảng thông báo như sau. Đó, có nghĩa là nhắc lại để cho mình xác nhận thôi. Thì trên màn hình nó sẽ có một cái nút nằm ở khoảng 1 phần 3 trên. Rồi, bấm vào nút này ha. Đặt lại các tùy chọn cài đặt. Bấm hai cái. Rồi, vậy là xong. Nếu như bạn nào đang gặp trục trặc về kết nối wifi thì thử làm cách này xem có giải quyết được hay không ha. Cái lỗi thứ hai cũng liên quan đến wifi và theo mình thì đây là một cái lỗi cực kỳ vớ vẩn mà chỉ có máy Vsmart mới có thôi. Đó là bình thường bạn sẽ không thể nào kết nối vào một cái wifi ẩn được. Có nghĩa là vì lý do nào đó người ta không để cái wifi của người ta công khai trong cái danh sách wifi, nghĩa là bạn dùng điện thoại dò thì không thấy mà phải có thông tin để mà kết nối. Dù cho bạn nhập đúng cỡ nào đi nữa, thậm chí là cái thiết bị phát wifi nó ngay sau lưng bạn thì kết nối đó vẫn là ngoài vùng phủ sóng. Sau khi hỏi trên một vài diễn đàn về công nghệ thông tin cho người mù thì mình không nhận được câu trả lời. Và mới đây mình vô tình tìm được cách khắc phục, cho nên là mình chia sẻ luôn cho những bạn nào có nhu cầu ha. Thì mình về màn hình chính luôn, mình làm cho các bạn tiện theo dõi. Nếu như các bạn có gặp lỗi giống như trên thì mình cũng vào cài đặt. Rồi sau đó vào phần kết nối. Đây, vào phần kết nối. Sau đó vào wifi.
Đó, do mình mới đặt lại, đâm ra là mình chưa có kết nối nào ở đây hết. Rồi, mình sẽ đi xuống cuối màn hình, sẽ có một cái mục gọi là thêm mạng ha, tức là mình thêm kết nối mạng mới đó. Và mình sẽ bấm hai cái vào mục này. SSID tức là tên của kết nối mạng Wi-Fi ha. Thì ở đây mình sẽ nhập vô. Đây là tên kết nối Wi-Fi của mình. Sau đó mình sẽ đi tìm. Các bạn có thể vuốt từ trái qua phải hoặc là mình chạm tay vào những cái mục đó nếu như mà các bạn còn nhìn thấy chút chút hoặc là định vị được nó ha. Từ mục bảo mật mình vuốt qua phải một cái thì sẽ gặp những cái tùy chọn liên quan tới bảo mật. Ở đây đang chọn sẵn là không, mình sẽ bấm hai cái vào mục này. Mình sẽ chọn là WPA high personal. Tại sao mình chọn cái này thì xin trả lời với các bạn là thường á thì đây nó sẽ là tùy chọn phổ biến trên các cái thiết bị phát wifi của cá nhân của gia đình. WPA high personal, cái chữ personal ở đây nghĩa là cá nhân đó. Có nghĩa là khi mà các bạn kết nối vào một cái wifi ẩn á, thì thường cái người mà cung cấp cho bạn thông tin có lẽ họ cũng không biết cái này đâu. Các bạn cứ chọn là WPA high personal là được. Còn mà chọn cái này mà không được á thì mình thử lại những cái khác ở trong đó thôi, nhưng mà thông thường thì nó sẽ là WPA high personal. Rồi bây giờ vuốt qua nè. Mình cũng sẽ nhập mật khẩu như bình thường. Bây giờ nhập mật khẩu xong rồi các bạn. Thường thì những cái dòng máy khác mà mình đã từng sử dụng qua, kể cả Android lẫn iOS hay là Windows, thì chỉ cần nhập tên, chọn kiểu bảo mật và nhập mật khẩu là đã kết nối được. Nhưng mà đối với các cái máy vSmart thì nó phải thêm một cái bước nữa mà theo mình là khá vớ vẩn. Bây giờ mình sẽ phải bấm vào tùy chọn nâng cao để mà điều chỉnh cái bước đó ha. Cứ vuốt qua thôi các bạn. Đây. Bấm hai lần vào cái chỗ danh sách tùy chọn nâng cao thả xuống. Rồi, cái này bỏ qua không cần biết. Sau khi bấm vào cái tùy chọn nâng cao thì mình vuốt, mình tìm cái chữ mạng ẩn và bấm hai cái vào mục này nha. Đó, rồi vuốt qua một cái là nó sẽ là không. Mặc định thì hệ thống đang chọn là không và mình phải bấm hai lần vào cái chữ không này. Tức là sau khi các bạn bấm vào cái chữ mạng ẩn thì các bạn phải vuốt tìm cái chữ không nằm ngay bên cạnh cái chữ mạng ẩn. Ngay bên cạnh ở đây là mình nói là khi mình tìm được cái chữ mạng ẩn rồi, các bạn vuốt từ trái qua phải bằng một ngón tay một lần á. Chứ còn trên màn hình nó hiện ở đâu thì mình không biết. Rồi, bấm hai lần vào chữ không này. Ngay cái cửa sổ bật lên này, các bạn vuốt qua tìm chữ có. Đó, bấm hai lần vào chữ có này. Sau khi mình chọn xong thì nó sẽ quay về cái màn hình kết nối lúc đầu á, thì mình có thể vuốt trái phải để xem lại coi là cái chỗ mạng ẩn đó là có bật đúng là có chưa. Phải khai báo như vậy thì mới kết nối được. Và ở đây máy của mình thì đã báo là có rồi, cho nên mình bấm lưu để mà lưu lại kết nối này. Bây giờ thì hệ thống đã quay trở lại cái màn hình kết nối Wi-Fi và cái sóng Wi-Fi tên là Nhị Miêu đã được kết nối.
Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà theo mình thì cái khai báo này là không cần thiết. Có nghĩa là đây là một cái hạn chế của máy vSmart. Nó hơi trái với lại thói quen sử dụng của đại đa số chúng ta, kể cả người sáng mắt lẫn người khiếm thị. Mình gặp cái lỗi này gần cả năm nay rồi, bây giờ mới tìm ra được cách khắc phục. Trước khi mà kết thúc cái video này thì mình xin các bạn lưu ý là đối với máy vSmart á, khi gặp trục trặc liên quan đến kết nối wifi thì tốt nhất là bạn nên xóa đi cái kết nối đó và kết nối lại từ đầu, chứ không nên chỉnh sửa. Tại vì cái thứ nhất là trong trường hợp mà mình bị lỗi về kết nối wifi ẩn chẳng hạn, thì trong cái phần chỉnh sửa nó không có cái chỗ cho các bạn khai báo lại cái tùy chọn đó. Lý do thứ hai theo quan điểm của mình á, thì khi bạn xóa hết, bạn làm lại từ đầu, nó sẽ dễ hơn là bạn phải ngồi chỉnh sửa như vậy. Và phần chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn thấy video hay thì tặng mình một lượt thích và chia sẻ với những người có nhu cầu. Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục nhận những video chia sẻ những ứng dụng liên quan đến công nghệ thông tin và người mù. Cảm ơn các bạn.